Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình cùng với thằng em của mình đi đặt bẫy chuột nha các bạn. Bẫy chuột rồi thêm đấy là cần câu. Và đây, cái lồng chuột của mình chuẩn bị đẻ nha các bạn nha. Đây là số lô bẫy chuột mình cần đi đặt bữa nay nha các bạn. Mồi thì mình đẻ, đấy các bạn thấy không? Và chuối với lại dừa nha các bạn. Thì kết quả như thế nào thì các bạn chờ xem tối nay và sáng mai nha. Mình đặt cái này thì sáng mai với lại tối nay mình mới thăm, thì cho nên á thì cái có hay không thì mình chưa biết nha các bạn nha. Các bạn chờ đó xem video của mình. Chào các bạn nha. Các bạn nha. Mình mới cắm xong thì bây giờ thấy dính cá gì đó các bạn nha. Đó. Đó, thấy con câu dùm nhịp không? Thường cho lên thì cái gì? Kéo lên cái nhỏ các bạn nha. Nó kéo rồi. Kéo rồi mày. Thử mày bự mày không kéo. Gọi ruột luôn rồi. Hay quá. Bỏ đi. Xảy rồi các bạn ơi. Dạ đêm nay chắc có hàng các bạn nha. Hello. Xin chào các bạn nha. À, mời các bạn đi gỡ câu với mình nha các bạn. Rồi tối hôm qua thì mình có cắm đó. Thì bữa nay mời các bạn đi gỡ câu với mình nha. Cái nãy giờ mình mới tới các bạn. Chưa có con nào nha các bạn. Cái bụng này. Không thấy cây nào nhịp cần ra, thấy chết quá luôn rồi các bạn. À, cây này có các bạn, cây này có cái gì đây? Ô, cà phê mini các bạn, ăn uống gì? Nha. Rồi. Tạm thời để tháo qua đây xem. Rồi. Cái bên đây cũng chết quá luôn các bạn. Để con ta. Ủa. Bạn thấy nó kéo lúc xuống dưới các bạn. À cái gì các bạn thấy, mình thấy cái râu của nó các bạn. Để mình phóng to các bạn xem nè. Đó các bạn thấy không? Đó. Bốn cọng râu. Rồi em kéo lên đi các bạn. Ô sĩ bây giờ dưới nó gọi xong đứt luôn các bạn ơi, đi luôn rồi, nó sảy thiệt, nó bị dưới nó muốn các bạn nha. Một mình khó quay quá. Đây bạn thăm bẫy chuột không có nha các bạn nha. Mình sẽ có mình được sáng nay đây các bạn. Thì này cái chuột này bị tàn các bạn. Cá chết không thì nó bị dướng rau các bạn nhé, dướng rau rồi nó không lên thở được nó chết. Còn cái kia này mình thấy sợ quá các bạn này, nó chết rồi mà còn thấy sợ. Ở trên thì trắng tươi trắng hồng, còn ở dưới thì màu đen. Trời ơi, này nửa âm nửa dương này các bạn, gốm không? Còn ngắn con cái kia này nửa âm nửa dương nha các bạn nhé, mình cũng thấy sợ các bạn như nó. Cái tướng của nó thì các bạn nhìn nè, thì giống như con cá chê vàng mình nha bạn. Đây, bạn so sánh hai con này nó khác biệt hoàn toàn nè. Đấy, nhưng mình nó nhỏ mà nó dài, bạn nhìn phía trên nè, đấy. Bây giờ, các bạn nhìn con này. Ủa, thấy gì chưa? Nó mập ú nu luôn. Cái chứng tỏ này là có thể lai cái chê vàng này các bạn. Cái đầu cũng ngắn nè. Này, chê vàng là nó thường có một cục kiểu này nè các bạn nha. Đấy là cái chê vàng, nó trắng. Con này nè cũng có nhưng mà nó màu đen nha các bạn. Bạn để ý nha. Đó là người ta phân biệt cái chi vàng, cái chi trắng, rồi cái chi vàng nó cũng có bông ở đây nha các bạn. Bông ở đây gì sao vậy nè. Đó, cái chi vàng này không có. Nó không biết, mình cũng không biết nó thuộc loại gì mà chắc chắn cái bụng của nó là có trứng nha các bạn. Nè, bụng nó có trứng. Mình chắc chắn với các bạn một điều là như vậy. Đấy, các bạn thấy con cái rô nhanh lắm. Chạy đâu em? Bây giờ tới đây các bạn. Cái rô này nó cũng chua ngon. Rồi tổng kết của mình được như đây nha các bạn. Thì mình đi thăm á, gặp cá chết này còn nhớt nha các bạn thấy không? Cái gốm không? Nhớt thì mình không có quay nha các bạn. Thì mình cũng làm biến, ăn phần mình đi có một mình rồi cá toàn cá chết không, nó có sung đâu. Nha các bạn ha. Thì mình sẽ lấy cái video này mình ghép vô cái video của mình á. Là chiều mình đi cắm á các bạn. Bây giờ thì hai nhỏ đi học á, nó không có đi theo mình được. Mình cắm cũng xa nhà nên nó không đi theo được. Bây giờ thì mình
Chỉ cái nước đi một mình thôi, đi một mình là được ba con cá chê, một con cá rô, một con cá rô phi nha các bạn. Rồi chuột thì chết quá hết nha các bạn nha. Chuột mười mấy cái lồng không có. Còn con kia mới mình chịu đem qua. Mình khá mệt nha các bạn nha. Thôi thì chúc các bạn xem em vui vẻ nha. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.